Xin mến chào các cô chú anh chị còn xem thích mai vàng và đam mê sưu tầm bông sen kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Thì hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị còn xa mình lô mai giống bên vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Để số điện thoại giao lưu của bạn Nam có phần mô tả phần tiêu đề. Mọi thắc mắc cô chú anh chị mình liên hệ số điện thoại giùm nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi mình chào bạn Nam ơi. Vừa chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Và một cái clip là một cây cúc 2 tầng mã số 111N nha cô chú anh chị. Rồi. Có củ đế rất đẹp luôn nha. Quanh thân là được 6. Rồi. Củ đế là được 17. Chiều cao 56 tới ngang 40. Rồi cây cúc 2 tầng giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 160.000 thôi. Rồi về đổi cây ra. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi 112N cũng là một cây bạch mai tân tân nha cô chú anh chị. Mai tân tân ha. Nụ nè cô chú anh chị. Quỳnh thân là 6. Chiều cao 57, tấn ngang 54. Rồi cây bạch mai tân tân giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng là 200 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 113. Rồi. Rồi 113N cũng là một cái mai sắn luôn. Sắn rất đẹp ha cô chú anh chị. Để cho em cây dán bài luôn nè. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Vừa sắn thân mà vừa sắn được bo luôn. Quạnh thân là 6. Rồi. Chiều cao 42. Chiều bay 47. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 200 nha. Rồi đỡ cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 114N cũng là một cây hoàng hậu. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì đế gồng ha cô chú anh chị ha. Rồi quỳnh thân là 5. Ngoài đồng thì gồng 2 đầu nha cô chú. Chiều cao 42, tới ngang 53. Rồi. Rồi cái giao lưu giúp cô chú anh chị chắc có 160.000 thôi. Rồi đổi cái ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 115. Rồi. 115 cũng là một cây cúc VIP nha cô chú anh chị. Rồi, 56 đó ha. Rồi. Quỳnh thân là 8. Chiều cao 59, tới ngang 59. Rồi cái cúc VIP này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000 nha. Rồi mình đỡ cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 116. N cũng là một cây cúc 150 cánh. Rồi. Cũng bình thân là 25. Được 7. Nó như cây gin luôn rồi cô chú anh chị. Chiều cao 80. Tới ngang 50. Trời cây cúc 150 cánh là giao lưu với cô chú anh chị mình hát giá cũng chỉ là 200.000. Rồi đỡ cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo cây mã số 117. Rồi cúc vạn phúc các bạn. Ờ đúng rồi. 17 là cũng là một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Củ đế rất đẹp nha. Rồi quỳnh thân là được 6. Rồi có củ ha. Chiều cao là được 575 tới ngang 47. Rồi cái cúc vạn phúc giao với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 150.000. Rồi đỡ cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 118 anh nào. Rồi 118 anh cũng là một cái siêu Sài Gòn nó lớn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây rất là dễ thương luôn ha. Củ đế bí luôn nha. Bình thân là 6. Rồi. Chiều cao 50 tới ngang 46. Rồi cây giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 140.000 thôi. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 119N cũng là một cây giảo nhung luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Có củ rất đẹp luôn, củ tròn do luôn. Quanh thân là 7, củ đế 16. Nụ ngoài mắt lá luôn ha. Chiều cao 46. Lá nó dày kinh khủng nhìn đã. Tán ngang 32. Rồi, cây dễ lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 150.000 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 120N. Rồi. Cũng là một cây cúc họ Hương luôn. Quỳnh thân là 6. Rồi. Chiều cao 66, tán ngang 66. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150 nha. Rồi. Cái lô họ Hương này thì cô chú anh chị mình lấy 5 cây để cô chú anh chị mình giá là 550 bao phí ship luôn. Rồi. Rồi. Thì 120 này cũng là một cây clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866 5994, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi muốn thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.